Em biết là người ta có người khác á. Nên em chủ động dừng lại luôn. Lúc đó em đang ở bên Hàn Quốc á. Thì chia tay cái là em bay về Việt Nam luôn. Vậy bạn này chung tình lắm nè, thật ra là muốn chia tay và muốn gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến thất tình luôn á. Vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm. Mình có thất tình lần nào không? Dạ có chứ ạ. Có. Kiểu là không dằn vặt lắm đâu. Nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Dù gì người chồng cũng là đàn ông ấy thì ít nhất cũng phải nhường phụ nữ. Em cho biết chuyện đó đúng hay sai, nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề ấy. Chứ đừng có bỏ đi nha. Em ghét mà đang nói chuyện một cái xong cái bỏ đi ngang vậy đó. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Chúng ta giới thiệu về mình đi bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Em tên là Phan Thị Thu Nga, đang sống ở Đắk Lắk mà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm quản lý nhân viên bộ phận sale của một nhãn hàng thời trang Việt Nam ạ. Rồi, mời nhà trai. Em xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cùng tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Thái Vũ. Em năm nay 32 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Dạ, em làm phiên dịch viên với kiêm quản lý sản xuất trong một công ty của tập đoàn Mỹ. Tiếng gì? Phiên dịch tiếng gì? Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Dạ. Kamsabida. Anh nhớ sao vô? Bạn là sơ bạn gặp Subita. Không hiểu. Không hiểu. Em rất vui được gặp anh. À. Dạ. Mình sẵn trớn, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi bạn trai. Em thì ưu điểm là tự lập, nói chung là làm được tất cả các việc nhà với nấu ăn. Đi làm về thì hầu như là em không ăn ngoài. Điểm yếu của em thì em hay thất hẹn. Tối nay hẹn gặp bạn 8:20 nhưng mà có thể là 8:30-9:00 thì em mới đến. Là em đôi lúc hay lê mê á. Em không thích người trễ hẹn đâu, tại vì em là người đúng giờ đó. Chết màu. Chết rồi chưa gì hết trơn. Không sao em. Cái này là sửa được. Cái này là sửa được nha. Anh Anseo. Thật sự ra mình đi làm mà mình để trễ giờ nữa nó cũng không có tốt lắm đâu. Trong công việc thì em là nó khác lắm. Okay. Đâu là đấy đi làm là phải đúng giờ. Còn những cuộc chơi bạn bè này nọ thì hy vọng là hẹn với bạn gái thì sẽ không có như vậy. Dạ. Bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì nói nhiều nữa, không biết là ưu điểm hay là nhược điểm. Biết nấu ăn. Còn điểm của em thì mê ngủ. Mê coi K-pop vậy ạ. Em thích xem mấy cái ca nhạc của Hàn Quốc vậy ạ. Đúng bài. Mày mốt coi gì mà không hiểu, kêu bên đây dịch. Bên đây dịch. Với lại có một cái nhược điểm lớn nữa. Em không thích những người hay trễ hẹn. Thường thường trễ hẹn làm cái sự chờ đợi của người ta nó khó chịu. Nhiều lúc là công việc theo tính chất công việc ấy. Nhưng mà đừng có trễ hẹn quá. Nếu mà lý do chính đáng thì bình thường ạ. Rồi, bây giờ thì bạn Nam cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Em trải qua 3 mối tình. Mối dài nhất là 3.5 năm. Còn mối ngắn nhất là 7 tháng. Nhưng mà mình có biết lý do tại sao mình chia tay cái mối tình mà 3 năm mấy không? Em bị khám sừng nữa. Hả? Em biết là người ta có người khác á. Nên em chủ động dừng lại luôn. Lúc đó em đang ở bên Hàn Quốc. Thì chia tay cái là em bay về Việt Nam luôn. Vậy bạn này chung tình lắm nè, thật ra là muốn chia tay và muốn gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến thất tình luôn. Vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm. Bao nhiêu lâu rồi bạn? 4 năm rồi. Vậy thì quên hết rồi đúng không? Dạ, em về Việt Nam tầm 2 năm nói chung là. Nhưng mà chị Ngọc Lan nói em cái điều này nè. Mình thất tình, chia tay, buồn thì buồn. Có bị cắm bao nhiêu cái sừng đi chăng nữa, nhưng cái công việc của mình, cái sự nghiệp của mình á, thì mình cố gắng giữ. Chị không biết lúc đó, thời điểm đó là cái công việc của em bên Hàn Quốc nó có quan trọng hay không mà em bỏ ngang em về. Nói chung là thì đối với chị là nó hơi tiếc á. Thời đó thì em đang đi làm, em nhìn công trình xây dựng á. Thì làm hết được luôn. Nhưng mà đến lúc em bị bắt về cái người khác thế vào người ta làm. Thời đó mình bị mất đi. Thì nói chung là mình có một cái hối hận nhưng mà thôi. Thật ra là có những bạn trong tình yêu bạn cũng quyết định cũng đúng. Ở đó cũng không làm được gì cả. Đôi khi á, Lan biết không, thất tình đó là nó một cái đau khổ kinh khủng và lúc đó chúng ta không làm được gì cả. Thậm chí mình làm nó thất bại bị người ta đuổi chứ còn ghê hơn nữa. Nói chung là Lan vẫn muốn các bạn là nhất là đối với đàn ông, sự nghiệp là phải quan trọng. Ai cũng nói như vậy, nhưng mà thử thất tình một lần đi. Không, chúng ta cố gắng thôi. Tức khó là mình lắm, tình yêu mà. Tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện thất tình đó. Tôi hiểu được cái sự thất tình. Đỉnh cao sự thất tình là tất cả đều là hư vô hết. Chỉ lúc đó chỉ nhớ đến một người đó thôi.
Tôi lại thấy cái phần trách nhiệm với công việc cũng quan trọng lắm. Đó, có nghĩa là Lan chưa thất tình? Có. Chưa. Mối tình đầu của người ta, tình đau khổ cũng chết luôn á. Chưa, như thế là chưa thất tình đâu. Thất tình nó phải dữ dội lắm. Thất tình nó phải đau khổ lắm Lan à. Người ta muốn rời xa điều đó để người ta quên đi hết tất cả mọi thứ. Tức quá. Không có tức đâu. Không, mọi người mỗi quan điểm đi. Vậy đi. Ừ. Mối tình mà buồn có 7 ngày chưa phải thất tình đâu. Trời ơi, người ta ý là người ta khóc 7 ngày liên tục. Trời thiệt á mọi người, tôi chia tay mối tình đầu tới 5 năm sau mới có thể dám yêu một người khác. Và tới cả 7 năm sau mới để dám mở lại Facebook của người đi. Đó hàng triệu người thất tình, người ta quên tất cả mọi thứ hết. Đó chỉ là mình hiểu lầm về sự thất tình thôi. Không, tôi nói là tôi thất tình nhưng mà là tại vì tôi là rất là bản lĩnh. Tôi với lại tôi rất là trách nhiệm với công việc cho nên tôi phải làm việc. Em nhưng mà thôi mai mốt mình nha, mình đàn ông. Ngày xưa em đang còn ít tuổi thì đang suy nghĩ nó nông cạn thôi. Nhưng giờ bây giờ em rút ra được kinh nghiệm rồi. Ừ. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái sao nè. Xin mời. Ừ. Trời ơi. Làm gì tranh cãi vô thất tình của nhà trai tôi dữ vậy? Nhà gái có thất tình là nào chưa? Nãy giờ tôi thấy mấy người tranh cãi thất tình của tôi á, chứ không phải của nhà trai. Nhà gái dễ thương ha. Bây giờ mong muốn tìm người bạn đời như thế nào? Ừ, dạ, thứ nhất là trưởng thành, có công việc ổn định, cá tính quyết đoán, quan trọng nhất là phải trung tình. Trung tình đó. Tao mới bỏ Hàn Quốc, tao về Việt Nam đó. Đó, đỉnh cao của sự thất tình. Đỉnh cao của sự thất tình nằm ở đó. Đỉnh sau cao của sự đau khổ nằm ở đó. Như thế mới gọi là thất tình. Dạ. Ngoài ra còn ngoại hình thì cao hơn em khoảng 1m7 ạ. Tại vì hiện tại em đang cao 1m6 rồi. Rồi. Mình có thất tình lần nào không? Dạ có chứ ạ. Có. Kiểu là không dằn vặt lắm đâu. Nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Tùy tính cách của mỗi người mà chúng ta có một cái cách thể hiện và cái cách đón nhận trong cái chuyện tình cảm nó khác nhau. Chứ không thể nào nói đây là chưa thất tình. Vậy đi. Để tôi về tôi xem coi nhà trai đáp ứng khoảng nhiêu. À, nhà trai tôi đáp ứng khoảng 90% về cái yêu cầu của nhà gái rồi đó. Nhà trai thì mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Em nói chung là mong muốn một người con gái là nói chung là trung tình, công việc thì cũng ổn định tí thì càng tốt, biết đối nhân xử thế. Ok, em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Em thấy hai bạn này hợp không? Em thấy hợp ạ. Hợp hả? Dạ. Em thấy bạn trai thì sao? Bạn trai thì cũng chín chắn trưởng thành. Ừ. Đúng cái mẫu người mà Nga kiểu lý tưởng ấy. Lý tưởng? Ừ. Em có thấy là chị Lan như vậy là có thất tình đúng không? Đúng chị. Đúng, có thất tình nhưng người ta mạnh mẽ thôi. Ok chị. Rồi, cảm ơn em. Đi với ai? Dạ em đi với anh kết nghiệp của em. Anh chào anh Linh, chào chị Lan ạ. Về nhận xét bạn gái bên này thì bạn này cao, dễ thương, trắng. Nếu mà đã quản lý một bộ phận sao thì công việc cũng ổn định rồi. Thì cũng đồng nghiệp với bạn Thái đây, bạn này cũng quản lý bên cái mặt sản xuất. À vậy ạ. Dạ. Sợ cái trở ngại duy nhất là cái địa lý, vị trí địa lý thôi. Nếu hai bạn mà thực lòng với nhau thì anh thấy cũng hợp ạ. Rồi, ok, cảm ơn em trai. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào xem. Mở rào. Nào, bây giờ là sân khấu của các bạn đó, không gian của các bạn, cứ thoải mái đi. Bắt đầu đi Vũ. Cô bỏ hạt tập. Xin cảm ơn. Anh cảm ơn nha. Em cảm nhận anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được, cũng chín chắn. Bên em đẹp trai không? Dạ cũng đẹp. Đẹp trai á, chị thấy đẹp trai á. Style dạ. Rất là Hàn Quốc. Dạ vâng. Anh thấy em nói dễ, giọng nói dễ thương, da trắng, mặt nhìn dễ thương. Em quan niệm về tình yêu như nào? Em quan niệm về tình yêu thứ nhất là phải trung thủy, thứ hai là phải tôn trọng, và thứ ba là phải có sự quyết đoán. Anh ở dưới thành phố mới Bình Dương? Anh ở Bình Dương. À. Chắc Bình Dương. Đi xa như thế thì em nghĩ nếu mà hẹn hò thì như nào? Cái này tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu mà mình có tình cảm thì em nghĩ khoảng cách nó không là vấn đề. Anh đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi. Em thì làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Em nghĩ thời gian nó cũng tương là thích. Nếu có thời gian nếu mà mình thấy được thì có thể là anh làm về 5 giờ chiều anh chạy lên cũng được. Quan điểm của anh thì nói chung cả hai cố gắng
vì nhau mà sống, vun đắp nhau để tạo một cái gia đình cho hoàn thiện hơn. Cố gắng nhường nhịn nhau những lúc mà đang nóng giận á, thì cũng đừng có giận lên để cứ tức cá bầm thớt để cứ nói tào lao ý anh nói là giận cá giận thớt đó hả? Đúng rồi. À không, cái này thì em nghĩ chắc em không có đâu. Nhưng mà quan điểm về hôn nhân của em thì dù gì anh người chồng cũng là đàn ông ấy, thì ít nhất cũng phải nhường phụ nữ. Em chưa biết chuyện đó đúng hay sai, nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề ấy. Chứ đừng có bỏ đi nha, em ghét mà đang nói chuyện một cái xong cái bỏ đi ngang vậy đó. Anh cảm thấy là em nói là yêu cầu một người đàn ông cao 1m7 trở lên á, anh chỉ có được 1m64 thôi. Thế dạ cái đó không sao, cái đó nếu mà tình cảm nhiều thì nó sẽ bù lại. Em suy nghĩ nếu tương lai thì lúc nào mình hẹn hò với nhau, lúc nào kết hôn? Theo em là vạn sự tùy duyên, khi nào đủ tình thì nó sẽ tới. Anh đây anh xác định nếu mà quen nhau á thì tầm khoảng cuối năm 2022 thì sẽ cưới. Còn không thì anh cũng không chờ đợi, anh nói thật. Hoặc là anh có thể là anh cuối năm nay anh cũng cưới vợ á, anh có thể anh sang nước ngoài sống. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà lấy thì anh sẽ ở Việt Nam. Nếu mà em đã xác định được như vậy thì em có chuẩn bị gì về cái câu chuyện sau khi cưới không? Nói chung là em xác định nếu mà cưới thì em nói để mua nhà to thì em không biết là có đủ điều kiện hay không. Nhưng mà để kiếm cái nhà để đi vào đi ra đỡ phải ở phòng đó thì khả năng em có thể làm được. Tốt, bởi vì quá trình tích lũy của bạn cũng có. Bạn này đầy đủ kinh nghiệm để có thể xây đắp một cái ngôi nhà. Bạn này đầy đủ bản lĩnh để có thể vun vén cho gia đình. Vũ bước tới nắm tay bạn gái đi ha. Mình trao nhau một cái cảm xúc đầu tiên. Em gái đứng lên đi. Em gái rất là nhanh luôn đó nha, xích ra đây. Chương trình này đến thì cũng giống như mình có cái duyên rồi. Thì nếu mà em cảm nhận mà anh là một người mà em cùng hợp gu của em á thì bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ. Không thì ok. Bạn em, anh run quá trời luôn. Anh cầm tay mà anh run như thế này. Thấy anh cũng chín chắn, trưởng thành. Nói chung là cũng gần giống như mẫu người của em. Thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ạ. Nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình, đây có thể là một nửa cuộc đời của mình. Nếu thật sự chúng ta thấy được điều đó, chúng ta hãy bấm. Còn nếu chúng ta thấy cái điều đó xa vời quá, người này không hợp với mình, không có điều gì để bấm cả thì không nên bấm. Chúng ta chỉ bấm khi con tim mách bảo là bấm thôi. Và bấm phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó các bạn nha. Chuẩn bị 1 2 3 Hết thời gian. Trả lời cho tôi biết lý do vì sao mà chần chừ hả anh chàng kia? Thì em nói với bạn gái thì cứ cho nhau cơ hội á, bấm nút đợi nếu mình tìm hiểu nếu hợp thì lại tiến xa hơn, còn không thì thật ra tôi thích tính bạn gái nhất, rất là quyết liệt, rất là dễ thương luôn nha. Nếu mà chúng ta hợp ý nhau đó thì hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này, chính thức các bạn là hẹn hò với nhau nào. Đấy, tuyệt vời đấy. Tôi thích cái vụ nắm tay này nè. Nắm thật chặt. Đến bây giờ vẫn còn run luôn á. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Cố gắng cuối năm thông báo tin vui chúng tôi nha. Chúng tôi chờ đợi đấy. Và đây sẽ là món quà dành cho các bạn. Và cảm ơn các bạn. Như vậy là ngày hôm nay đã có 2 cặp đôi bấm nút. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta thành công. Rất là vui. Hết nhiêu tiền? Không có hết mà, vô như em làm tháng nào cái cổ hay gỗ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời tội nghiệp không? Trời tội nghiệp vậy trời. Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi hay nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn, mấy triệu lận. Mấy triệu lận? Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, ta đem tới mấy triệu lận. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh
để mình đi hết cuối cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Xin phép được mời nhà gái ạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha. Em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào MC Quỳnh Linh với bạn nam bên đó và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này. Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Kết Quan Cần Thơ luôn. Mình lên đây khi nào? Mình lên đây à, lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tài, hôm nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ, em làm hàng cơ khí anh. À, em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Dạ, đi hồi phía. Hồi phía luôn? Dạ. Lúc mấy giờ? Đi lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp ông bên kia đi ha. 5 giờ đi 2 giờ hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì nè? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa. Và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt quyết để em phải làm cho được thành công. Và còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục về trước đám đông. Tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại. Lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì? Là giống như mình hơi bực bội, giống như mình làm chuyện gì đó không thành công, thất bại, hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại chuyện đó, thì em hơi bực trong lòng vậy đó. Tức là mình chỉ bực ở trong lòng chứ không phải là mình nóng tính rồi mình la người này la người nọ. Đúng vậy. Tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ. Dạ không. Rồi mời Tài. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, biết nấu ăn, sống tự lập. Ở trường này em cũng sống được. Sống tự lập luôn. Dạ. Ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai? Em ở với ai? Dạ, ở chung cha mẹ, nhưng lúc trước em đi làm kia đó anh, em cũng sống tự lập này kia. Có mình ba mẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em là con một hả? Dạ. Còn bên kia là gia đình đông không em gái? Dạ, em cũng con một luôn anh ơi. Rồi, hai đứa con một luôn, khỏe re. Tại đường tình duyên mình sao em? Được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh. Tìm hiểu được một năm vậy đó, mà chia tay này một mối tình thì 6 năm, một tình 4 năm mà. Tôi có sâu sắc hơn sao? Dạ, cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Trời ơi, hết nhiêu tiền? Không có hết mà, ví dụ như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời, tội nghiệp không? Trời, tội nghiệp vậy trời. Đường tình duyên của mình sao cưng? Em có quen một bạn nam, bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi. Là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết, thì mình tìm hiểu được một năm thì em thấy cũng không có kết quả gì. Với lại tình cảm của người đó thì không có nghiêm túc. Nói chung là mình quen người đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp, cho nên em tự rút lui chia tay luôn. Nói chung là tới giờ em cũng không có quen. Bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái câu chuyện mới chưa? Sẵn sàng. Mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp đúng tới rồi. Của mình. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chú vợ tôi đó anh. Rồi nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ là em không thích. Bên đây hiền lắm, chắc không có gia trưởng đâu hả Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc luôn. Còn gì nữa không? Vậy đơn giản, bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Rồi em muốn tìm người yêu sao? Nói luôn. Biết cô bác người lớn á, hiền lành kia nè, chung thủy với nhau. Vậy thôi đó hả? Dạ em rung quá. Giờ rung dữ không? Dạ rung. Đi từ chào lúc chị, ra dạ, chào nhà trai dạ. Sao rung? Như hồi đó giờ không có ngậu tới nó đông gì. Ngậu trúng đông thì em ngại em rung. Không rung thiệt. Rung thiệt. Có cái điều gì mà không thích ở bạn gái? Em không thích gái xăm mình với sống ảo á chị. Sống ảo là sao? Cái mền á. Như Facebook mà hay đăng nói này đó kia, nó không có đúng sự thật á. Có, bên đây không có đăng nói, nó không có nói gì hết trơn. Trời, người ta chỉ nói công việc thôi. Lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thơ thôi chứ. Bên kia xài app không á? Không có, tôi là không có sống ảo mà. Tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ. Ví dụ như iPhone thì em có, nhưng mà ai đó thì em chưa. Chỉ có vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Có xăm mình không cưng? Dạ không. Dạ không, đó rồi xong. Bên đây không có sống ảo không? Dạ không luôn. Không có luôn.
Coi nè, thấy mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả? Này mua đâu vậy? Hồi sáng em đi lu bu sẽ lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp, cái chương trình cho em mượn. Trời đất ơi, thấy thương không? Dễ thương. Trời đất ơi, rồi em tặng cho anh ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác anh trả lại. À, mua khác trả lại nha. Dạ. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn, mấy triệu lận. Mấy triệu lận? Mấy triệu à, khỏe. Người ta đi, ta đem tới mấy triệu lận. Tính tình có hay nóng nảy không vậy? Dạ không, nói chung em cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu thôi, có hay quýnh lộn không? Không không. Vì sao tôi thấy mẻ cái răng rồi? Cách đây tới 6 tháng nha anh chị. Khi ở sớm em nó cũng quánh lộn á, cái một người thì có rượu, một người không có rượu á. Nói này nói kia, cái ông không có rượu, ông nóng vô, ông quánh ông kia, thấy gì, thấy nghiệp. Ông xỉn rượu nhỏ con quá, vô ông can. Can xong ông thục cỏ, quánh ông kia, ông né, trúng mặt em gãy nữa cái răng nè. Thôi được rồi, chắc hai đứa nó cũng dưới quê lên. Không có ai mùa này dịch giả mai lên đâu, thôi mình làm mai luôn, mình mối luôn đi ha. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Dạ. Miễn sao hai đứa đến nhau được rồi. Mở rào đi. Không hỏi ai hết luôn. Không có cần hỏi ai, đâu có ai để đâu hỏi. Ờ à, đúng rồi, đâu có ai đi chung mà hỏi quên. Mở rào. Cười chảy nước mắt luôn á. Rồi, hít thở sâu vô. Bớt cung chưa? Dạ bớt rồi. Bớt cung. Đó, bằng ý bên kia nha. Rồi bước tới. Em tặng anh cuốn nhật ký. Phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao, con coi cái quà tặng gì đó cho người ta nghe. Nó là tuy là món quà này anh mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó. Mua nói đi. Có gì đó. Em tính đi sớm mà mua, nhưng mà là do là đi lạc đường á. Rồi cái chương trình tội nghiệp, chương trình cho mượn. Nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao rồi anh chọn món đà đó thì em mua ở Cần Thơ đem lên như cuốn nhật ký thì anh có thể viết. À. Ôi. Rồi, Cần Thơ gạo trắng nước trong. Thuộc câu sao không? Thuộc. Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về. Đúng rồi. Hả? Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ý cũng dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn. Chứ ta nếu mà miệng mồm này kia là nói không, đồ của em mua này kia đó không? Rất thật tình luôn, chính ra là ta đang cần những người thật tình thế này nè. Dạ. Rất là thật luôn. Tuần gặp mấy lần ở đâu, hẹn hò sao, nói cho như ý biết đi. Dạ thì ví dụ như công việc của em thì như chủ nhật được nghỉ, trước mắt lại như chủ nhật kia đó. Dạ. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó. Cũng em làm cũng nghỉ ngày chủ nhật. Em đang làm ở Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thì hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố Sài Gòn này, em cũng thích lắm. Mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi. Mà ở dưới Cần Thơ thì công ty cũng nhóc, có tương đấu thua gì Sài Gòn đâu. Thành ra là cha mẹ em không có cho em đi làm xa. Cứ sống rồi mình sinh hoạt, có nhà cửa thì mình làm. Mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố, nhưng mà nó ổn định cho mình là được. Em hỏi anh là ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi, cha mẹ anh có cái vấn đề làm dâu không? Nói chung cho mẹ anh cũng giỏi, nhưng mà anh nói dù hai đứa cứ quen nhau thì sau này ở đâu cũng được. Ví dụ như ở bên vợ hay là ở bên này cũng được, như lâu lâu về thăm ba mẹ gì đó. Có con cái thì đưa cho mẹ giữ, lâu lâu mình thăm con về thăm ba mẹ cũng được. Ngon luôn. Chưa gì giao con lắm. Cái cha mẹ giữ rồi đó. Tính nhanh ghê không? Rồi tương lai á, là thí dụ giờ á, nhà gái có thể bắt rễ được Tài về đó ở được luôn không? Dạ được anh. À. Dạ. Ý có thể về được không? Dạ được, thì bên nào cũng con một hết, thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại. Tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già. Hay là giờ mình gom bốn mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu. Thành ra là gặp gia đình thì lập gia đình, chứ thì mình cũng phải tới lui cha mẹ đôi bên để chăm sóc, chứ không có bỏ cha mẹ được. Cái đó là ý nghĩ quan niệm của em. Rồi giờ Tài hỏi đi. Anh với em thì cũng có tuổi rồi, như em định giờ nào mới... Em thì muốn tìm hiểu là phải từ nửa năm cho tới một năm thì em mới có thể trả lời được.
Tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái bước đầu tiên để cho cơ hội thôi. Em còn đi làm công tá anh, nhưng mà em cũng gắn dự định làm có vốn khi mình mở cái tiệm nhỏ của mình làm riêng cho mình vậy đó. Yeah. Bây giờ nè, Tài đứng lên hát cho Ý nghe đi, giao lưu cho nghệ chút coi nào. Thoải mái vô. Em hát Tài đi mấy câu. Hát bài cái tựa em quên rồi. Giống như cái chủ đề gặp hôm nay đi ha. Có lẽ ông trời ra cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời mất ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Hết à. Dẫn nắm tay nhau thấy bạn gái sao, nói nè, trong lòng mình nghĩ sao về bạn gái, nói đi. À, em nhìn bạn gái rất dễ thương. Em thích. Cảm ơn anh. Thích rồi. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Nãy giờ thì chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa xem. Nếu không thích, chúng ta đừng bấm, để cái duyên đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Rồi, đứng ra đây. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau được rồi đó. Nắm bên nè. Nắm đúng không? Dạ nắm rồi nè. Có bà nè, vậy hả? Nè, vậy nè. Đó, thấy sao Tài? Dạ thấy ấm áp và hạnh phúc anh. Giờ bớt rung chưa? Dạ rung, tại vì em sợ có không bấm thì em rung, giờ hết rung rồi. Hay lắm. Đây sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn. Rồi, về Cần Thơ nha Tài. Dạ. Đúng quý vị, như vậy là ngày hôm nay hai cặp đôi họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều may mắn, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Và bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Đúng rồi, keo. Đây, để em làm cho. Dạ vâng. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. À, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân à? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin được mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia, và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc rồi điều dạ hành vâng. Về cơ khí. Dạ vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu này em đi công trường. Ở công trường, nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở mấy lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À, chứ không có gia đình ở đó, có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi, nhưng mà em ly hôn. À, dạ rồi vâng. Mời nhà gái. À, lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang trong trường quay ngày hôm nay và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai, mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi.
Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn là điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới mười nhược điểm của em nữa là em hay dỗi. Hay dỗi không? Hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy ạ. Rồi, chúng ta đến với bạn gái nè. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác, biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua ba mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá, nên là không có duy trì được lâu. Rồi mối tình thứ ba. Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê. Thì bạn đó không đồng ý, yêu xa, khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa? Dạ con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi, thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học, mới lại môi trường nó tốt, thì em cho cháu trai nó về học. Học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái. Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở với một mình với mẹ em. Tình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để em có thể tìm hiểu ạ. Rồi tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi, em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn. Dạ, em chào anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ nhỏ anh cũng được lắm á. Vẫn rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai. Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Khỏe không? Em chào Quyền Linh, em xinh đẹp ạ. Dạ, chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Da cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định, tôi phải nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ, không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Anh em đúng rồi. Keo. Đây, để em làm cho. Dạ vâng. Em. Tôi cũng hói vậy. Nè, bây giờ anh cào cào không. Xuống. Đó. Trời ơi, để nó là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. Không. Bây giờ anh nói em nghe nè. Thật ra hói á, là rất là thông minh. Hói là thương vợ thương con. Dạ. Hói là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi, vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ em chỉ, em không có quan trọng ngoại hình. Chỉ cần bạn đó biết quan tâm chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào, nói cho anh nghe coi có giống bên kia không? Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải trung thủy. Thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư, Nam Thư hả? Dạ. Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. À, như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha.
dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là một cô gái cũng rất là thông minh luôn đó, năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí đưa ra bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế nào là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? À, em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Dạ chào em. Dạ, để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Anh nghĩ cái khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng món quà tặng anh ạ. Anh xin, cảm ơn em. Bó hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô. Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng coi như là một cái kỷ niệm. Dạ. Em xem đồng hồ đấy lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây 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 đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ, anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng ạ, mà trong khi anh bảo anh hiền. Dạ, anh đã từng đổ vỡ một lần rồi là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian đấy anh suy nghĩ kỹ. À, anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. À, anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ, à, anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều nhưng mà anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. À, nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á, thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ. À, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân à? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ, à, em thì rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. À, anh có thể... nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Ôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty. Yeah. Đấy, anh điều hành nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan niệm của em là em có về làm dâu được không hay là em là như thế nào? Dạ, yeah. Quan điểm của em là một người thích vun vén cho gia đình nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản ạ. À, tốt. À. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá có hơi gì không? Dạ yeah, cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý đâu có gì đâu đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô ấy biết luôn đi. Dạ vâng, nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút là em có hay ghen ạ? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. Quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và không phải lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần. Mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật nhiều với nhau, một phải chia sẻ được. Không nhiều lần thôi. Trước khi bấm nút mà mình phải tiếp xúc về da thịt với nhau một cái. Cảm xúc và... tao nói là thì được cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Tao nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay em rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây
là nó cũng một cái là một cái duyên. Bản thân anh ấy cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy, mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy, mà có duyên mà đến với nhau thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu. Nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt. Anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm nay anh không được về quê. Đó, nhưng mà anh lại nhớ đến quê hương thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Dạ. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn đây ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du thì chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Xin hát hay quá à. Cho em gái đi, em gái. Cho em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Đấy, chơi đi em, không sao dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát là bài Tóc Hát. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng, dường như em đã lăn thầm qua đây, dịu dàng tóc mày. Em quên lời là em xin ớt ạ. Trời ơi, tôi đang lắc tóc tôi diễn luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, đúng tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ đã đến giờ phút ta quyết định. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Này, tôi nói cậu biết nha. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ, em cảm thấy rất là bồi hồi và rất xúc động ạ. Rồi, bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Đi về Tiền Giang đi. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, họ đã đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị. Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý thôi. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mảnh tình dắt dai. Tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Dâu ngốc với anh, với nhẹ. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Này, đi ngồi, này, đi đi, quay. Rồi. Làm như vậy á. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Trời dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Chào chị Ngọc Lan và bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Thạch Trúc. Năm nay mình sinh năm 1995. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào
anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang trong trường quay này. Thì em giới thiệu là em tên là Phan Thị Ngọc Nương và năm nay nghề nghiệp của em đang là giáo viên dạy tiếng Anh và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 24 tuổi chị. Em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của em cho nhà gái nghe đi Trúc. Dạ ưu điểm của em là em thích thể thao. Thể thao. Thích bắn cung, thích du lịch, thích cắm trại. Bởi vậy em rất là hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng mà mấy năm nay thì em ít đi nữa. Do em đi làm nhiều thì thời sinh viên em hay đi. Em thì không có uống rượu bia gì nhiều lắm. Mặc dù ở trên xây dựng, do công việc của em thì công ty của em hơi giống ăn chay. Bởi vậy nó không có nhậu nhẹt gì mấy, chả có uống rượu gì mấy. Khuyết điểm gì không? Tuy em cũng 26, 27 nhưng mà em vẫn thích đọc truyện tranh. Tại vì nhiều khi nó hơi tốn thời gian một xíu. Nghiện truyện tranh cũng là một vấn đề đó. Thật sự ra bạn nhìn nhận đó là khuyết điểm của bạn thì cũng rất là đáng mừng á. Nên là nghiện truyện tranh là điểm mạnh thôi, đó trò chơi lành mạnh. Lành mạnh nhưng mà chúng ta cứ dán mắt vào trong cái cuốn truyện từ sáng đến chiều theo cái chất là gọi là nghiện á thì nó rất là không có tốt. Còn hơn đi chơi. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ có bồ thì người ta nhìn bồ đi, người ta đọc bồ đi chứ đọc truyện tranh hoài đâu tôi nữa. Nhìn bồ chút xíu tôi nhìn tranh. Gì vậy? Xin chào. Chào chị. Làm gì quạo nhà trai người ta. Dễ thương quá. Dễ thương. Hết quạo luôn. Vậy thôi mấy mốt người ta có bồ người ta rủ bồ đọc luôn. Cũng được. Hợp lý không? Cũng được. Chưa chắc bồ thích. À để hỏi mình. Mình thích xem phim, mình thích coi chuyện. Có không chị? Đó. Nói chung là có người đọc chuyện chung mà đỡ cô đơn nha. Thì hồi đó chị thích đọc Đường Dẫn Đến Khung Thành lắm. Em không biết chuyện đó. Em chỉ đọc Quang Ti với lại Hiệp Bắc Giang Hồ thôi. Không có cùng thế hệ gì. Vậy là không hợp rồi. Một ngày em dành bao nhiêu thời gian để đọc? Em chỉ đọc cuối tuần thôi, tại vì nó chỉ ra vào cuối tuần thôi mà. Đúng rồi, bình thường. Vậy là không có nghiện nha. Đúng rồi, không có nghiện. Thì đọc vẫn theo chu kỳ. Như vậy là không có nghiện, nghiện là cứ rối ngày ôm chuyện đi đâu lòng đi đâu đọc vậy nè, thì mới là nghiện. Rồi thôi, nói chung là chị Lan khẳng định cái này không phải là khuyết điểm, cái này nó cũng là trung bình điểm thôi. Với lại một khuyết điểm nữa của em là em hay hiểu sai ý người khác. Em trao đổi với ai đó thì mọi chuyện phải rõ ràng một xíu em mới hiểu. Chứ nói kiểu mà hơi mập mờ là em không hiểu lúc đấy là dễ quạo đó. Em hay hiểu sai, có khi nào hiểu sai ý bạn gái không? Nó cái chết của em đây. Nó cái chết của em đây. Hiểu sai ý bạn gái. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là cái gì? Dạ thì ưu điểm của em là vui tính, hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính, hòa đồng thì ai học môn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lại. Bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi đó chị. Nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà. Đúng không trai? Dạ, em thích gái truyền thống không? Dạ thích, em cũng thích ăn lạc luôn. Em nấu nhạt và nhạt phèo ăn... Nói hai bạn này hợp nhau quá. Đúng rồi, hợp nhau mà ăn lạc thì đỡ có lên huyết áp. Đường tình duyên của nhà gái sao? Nào giờ em chưa có ai hết á, anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, dễ thương gì chưa có ai hả? Tại vì trong cái khoảng thời gian em học đại học á, mẹ em là mày đi đâu mày đi phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa. Cái sau này khi em mà ra trường xong á, thì em muốn cho bản thân em 2 năm. Để em biết là em thích công việc nào. Thì từ đó thì em cảm thấy hạnh phúc hơn thì em mới khiến người ta hạnh phúc được. Được hết 2 năm đó chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Anh Quyền Linh vừa qua cái con bé nó rung. Rung hả? Dạ. Đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi vậy em... Thôi đừng thử. Không á. Bây giờ hỏi nè. Em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thầy. Ủa hỏi câu gì lạ lùng vậy? Phải hỏi, bây giờ thế giới cũng kỳ lạ lắm. Hồi trước giờ em có rung động với một người bạn nào chưa? Dạ chưa đó chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý tới. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Em có rung động với con gái không? Dạ càng không. Vậy tim, được. Trái tim chưa lỗi nhịp bao tại giờ. Tại sao lại Linh qua đây rung là sao? Dạ tại vì do lần đầu tiên em tham gia chương trình á. Đâu có ai tham gia lần thứ hai đâu. Thôi nói cho vui chứ thật ra là em gái rất là dễ thương nha. Dạ.
khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn, được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hơi lắm á Trúc. Còn sao đường tình duyên sao, nói cho bà Mai bà nghe coi. Em có một mối tình, em kéo dài 3 năm. Cái nguyên nhân chia tay á, cái bạn đấy thì đi học một thời gian khá là dài, thì xa mặt cắt lòng rồi chia tay thôi. Bây giờ xa nữa, một lần nữa xa đó. Xa hơn nữa. Mà bạn kia thì bữa trước là ở Bình Dương. Nói chung nó cũng hai mé mé vậy nè. Vậy giờ sao? Giờ thì em sắp xếp công việc rồi, nên muốn nên nên đây thôi. Rồi bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào, nói cho bà mối bà nghe luôn đi. Đầu tiên về ngoại hình thì bạn đấy cao khoảng chừng 1,5 m đến 1,65 m. Hơn. Khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn. Biết nấu ăn thì cũng là một lợi thế, nhưng mà em lại hay ăn kiểu mà nhẹ nhàng. Bởi vậy thực sự là cái nào nhiều gia vị của em cũng không thích. Nhà em cũng ăn như vậy luôn. Rồi vậy là quá hợp rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn đấy thích các hoạt động như là dã ngoại, đám cưới hay bắn cung thì càng tốt. Tại vì em hay đi cái đấy và mỗi năm em đi cắm trại khoảng 4 ngày đến 1 tuần. Cái này thì chắc tí em phải tự hỏi rồi, tại vì bạn này là từ nhỏ tới lớn là chỉ có học. Nếu bạn đấy biết khiêu vũ thì cũng càng tốt, em rất thích khiêu vũ. Vậy là biết khiêu vũ đúng không? Từng học nhưng mà lâu lắm rồi không nhảy, nhưng mà rồi vẫn thích. Đây, bên đây là ông thầy khiêu vũ. Một chút nữa là hai bạn sẽ phối hợp với nhau để tặng cho khán giả một cái tiết mục. Thôi chị ạ. Sao vậy? Đột xuất quá. Không, được hết á. Mình đàn ông mà. Đàn ông hồi ôm nhau nhảy xì lô hả? Kệ. Kệ. Chỉ có đàn ông mới đem hạnh phúc cho nhau thôi. Rồi thôi chuyện đó chút đến. Bây giờ mình có cái điểm gì mà mình không thích ở cái người bạn gái không? Em không thích những bạn mà khi mà ngoài giờ làm việc thì mình nên dành thời gian rèn luyện thân thể, hoặc là có một sở thích nào đó mà lành mạnh như là thể thao hay là nọ. Chứ em không thích mà ngoài giờ làm việc về nhà cái bấm điện thoại coi tivi hoài. Nghĩa là bây giờ em thích một người bạn gái cũng thích thể thao giống em, hai đứa sau giờ làm việc về nhà cùng nhau nấu ăn rồi tập luyện. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là dễ thương, nếu như em muốn cái gì thì cô ấy cũng sẽ chiều đó. Vấn đề là em có thương người ta thật lòng hay không. Rồi bây giờ nhà trai hãy lắng nghe những cái tiêu chí chọn bạn trai của nhà gái nè. Em tới với chương trình thì em mong muốn kiếm được một bạn trai là cao 1m75. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được. Chứ chỉ cần mình dao động một phát là bắn là không thể chính xác nổi. Thật ra thì tiêu chí của hai bạn nó cũng rất là đơn giản. Chị nghĩ là hai bạn có thể đáp ứng được cho nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với bạn chị. Dạ em chào anh chị ạ. Em có một câu hỏi dành cho bạn nam mà nếu có thể thì tới hôn nhân á, thì sau này anh có thể ở đây hay là ở dưới Vũng Tàu? Thật sự là khả năng bạn phải về Vũng Tàu khá là cao, tại vì hiện tại là nhà của mình ở dưới đấy rồi. Em muốn hỏi là độ mặn của anh thế nào, tại vì bạn em nó rất là nhạt, nhạt lắm. Thật sự là mình cũng bị che nhạt hoài rồi, chứ mặn thì tùy khẩu vị thôi chứ thật sự. Ý là cách nói chuyện luôn. Phong cách á. À, phong cách á. Không, mình không nói chuyện hoa mỹ đâu, mình nói là thẳng vô vấn đề trực tiếp luôn. Tức là nó hơi thẳng, hơi thẳng thà thẳng á. Tính mình là yếu tố hài hước này kia đó. Hài hước à? Sôi nổi này kia đó. Hài hước luôn, chính xác vậy. Nó nhạt đó, lâu lâu là nó nói chuyện sọc ra vài câu thì nó vui. Nó hơi ngốc một tí á chị. Trời, ngốc tí nó cũng vui em. Chỉ vậy, nó rất là chăm chỉ. Nhưng mà lý do sao mà cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhạt. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai Trúc đi với ai? Em đi với anh dạy ạ. Thì ở nhà thì Trúc nó cũng nhút nhát lắm, chủ yếu là tập trung vào công việc là chính thôi. Yeah. Còn em nó cũng tham gia mấy hoạt động xã hội là chính, chứ còn đi giao lưu ăn nhậu thì hay là đi chơi bời thì không có. Yeah. Nên nhiều khi kiến thức xã hội cũng thật sự cũng không được nhiều. Bạn gái cứ yên tâm, Trúc là một người đàng hoàng mà vui tính, dễ hòa đồng. Yeah. Không có vấn đề gì hết. Nhà gái thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì hết. Còn quyết định cuối cùng là của em mình thôi, mình chỉ tham gia ý kiến nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung là hai bạn không có vấn đề gì hết. Gặp nhau nó có thể có vấn đề nha. Rồi, mở rào.
nói sao cho nó ra vấn đề nha. Nào cố gắng lên Trúc. Ta tặng quà và nhận quà nào. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây, đây là một ong nhân sâm tư quận nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. Dạ. Sau cái giờ mà bạn đi làm ấy, thì bạn hay có những hoạt động gì? Thì giờ thì hiện tại là mình dạy tiếng Anh cho trung tâm thôi. Nên buổi sáng thì mình rảnh, là người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Thì ý muốn nói là cái bạn này bạn chơi cái gì á? Mình hỏi ấy là đi. Người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi. Còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì? Đó. Để giải thích cho. Bên này á rất là thích một cái người phụ nữ sau giờ làm là có những cái hoạt động về thể thao, về thể chất nó kiểu kiểu vậy á. Thì ý bạn này hỏi là em có chơi cái môn thể thao nào hay không sau giờ làm. Cái gì cũng được, mẹ gì cũng được. Đó, thể thao thì em ít chơi. Vậy mỗi lần mình đi làm về mình làm gì? Đó, ngủ chơi, làm về mệt luôn ngủ chơi. Rồi trước cái giờ đi làm mình làm gì? Soạn bài, soạn bài. Tại vì nào giờ là mình cũng ít đi chơi, không có đi chơi nhiều. Bạn hỏi mình chơi cái gì là mình cũng biết mình đi đâu chơi luôn á. Thì thật sự mặc dù là từ nhỏ tới giờ mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nói thiệt là bạn kêu mình xách cái xe ra quận 1, mình không biết đường đi cũng không biết đường về. Mình nói thiệt là vậy á. Thật sự là mình, cái lúc mình mới lên đây mình đi trên chương trình á, mình cũng đặt đường mình đâu biết đường đâu. Tuy ngày xưa mình học trên này nhưng mà cũng chỉ biết ở khu vực ngoại đô là Thủ Đức. Tại ngày xưa mình học siêu kỹ thuật thì ít khi vô đây á, giờ vô đây giờ mình lạc đường như chơi luôn đó. Vậy bạn có thích đi du lịch này kia không? Đi du lịch thì đi cùng bạn thì thích, mà đi một mình thì thôi ở nhà xuống không. Điều này giống mình cũng không thích đi một mình lắm. Nhưng mà lâu lâu mình trả gió, mình tự xách xe mình đi thôi. Cái thời mà còn đi học là gia đình của bạn không cho bạn về quê luôn phải không? Và cũng không được quen ai luôn phải không? Thời đi học là lúc đại học á. Thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ. Nên nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Với lại cái thời đó là mình chưa có biết chạy xe. Đi đâu là bạn chở đi, bạn chở về không mà, nên cũng hơi khó cho người ta. Vậy là bạn cũng... có gì cả không? Khó tưởng. Nè, để chị hỏi gì luôn hả? Chị phân tích về cô gái của chị cho em nghe. Đây là một cô gái á, đúng nghĩa là đoan trang, thùy mị, nết na, đoan chính, từ hồi nhỏ tới lớn không biết cái gì về thế giới bên ngoài. Một cái cô gái cả một cái tuổi trẻ chỉ dành cho việc học, xong rồi bây giờ là dành cho công việc. Chứ bạn chưa có, tức là bạn chưa biết cách để khám phá thế giới bên ngoài. Cho nên là bắt buộc là em phải chân thành. Khó tìm gì lắm em. Khó lắm. Bây giờ mà có được cái cô gái này là hơi bị hiếm đó. Hiếm không? Dạ hiếm. Lo cực kỳ quá. Lo cực kỳ hả? Lo gì? Lo gì? Giả sử, nhưng mà giả sử như là lâu lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi, thì em cũng lo, lo được là... mà thì ý em có nói là lo ở chỗ lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó, thì bạn ấy vẫn lo được mà. Tức là vẫn, chỉ có điều là bạn ấy không biết yêu ngoài cuộc sống màu sắc thế nào, điều đó mới thú vị. Em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó, nó giống như tờ giấy trắng thôi. Còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó. Cụ thể là như vậy, coi như vậy suốt một tuần vậy đó hả? Dạ, là từ thứ hai tới thứ bảy luôn, là em dạy mọi chủ nhật. Dạ. À, trung tâm thì mình muốn dạy dạy không dạy thôi. Là sếp đủ gì đó. Đó, người ta mặn mà vậy mà kêu người ta nhạt. Thật ra nếu họ kết hợp nhau, hai bạn nói chuyện có duyên lắm á. Nhà em ở đâu chị quên rồi? Dạ, em ở Hóc Môn, mà ngay cái khúc Bến Xe. Thôi xa quá. Bến Xe An Sương. Xa quá. Tính, không xa lắm đâu. Không có. Mình có một bà chị ở ngoài Hóc Môn luôn. Hay thật. Rồi, ok.
Thôi nè, bây giờ hai bạn dành thời gian cho hai bạn á, em biểu diễn một cái bài để thể hiện được cái sự dịu dàng ở trong cái bài khiêu vũ của em. Bây giờ vũ thử là mở nhạc dịu dàng cho hai bạn ấy nhảy thử chút xíu nào. Em chịu thua chị ơi. Đứng dậy lắc lắc. Không lắc, làm nữa tôi không gả. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Bây giờ bạn bỏ tay lên đây, chưa? Tay kia tệ để em đây. Rồi. Khiêu vũ nhẹ nhàng lên, có nhạc lên nào. Này, đi nổi, này, đi đi, quay quay quay. Rồi xoay. Rồi, đi qua hai bước này. Rồi. Làm như vậy chứ gì em xí đâu. Không phải sao. Tạo điều kiện cho hai người giao lưu cảm xúc với nhau. Mệt quá, tôi tạo điều kiện cho hai người mà tôi mệt quá. Ngại lắm. Có cảm xúc gì không? Dạ có chút chút. Còn Trúc thấy sao? Thật sự là chút luôn. Chút luôn. Có chút chút luôn hả? Nào các bạn để tay nút bấm đi. Có phải đây là một nửa cần tìm hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, khỏi bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Giờ nắm tay được rồi đó. Đó, từ tay đang vô thấy không? Thì quyết liệt là nó tới thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Cảm ơn hai em. Cặp đôi này bấm nút thì làm cho em rất là nhẹ lòng, bởi vì lúc nãy em rất là lo sợ. Không, thực ra các bạn rất là trong sáng, trong veo luôn. Ngay cả bạn trai cũng thế, nói có mối tình nhưng bạn cũng chưa có kinh nghiệm gì tình yêu cả. Hai bạn này gặp nhau rất là hợp lý. Mà cứ coi như để cho hai bạn trải nghiệm đi. Đúng ha. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Và thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng nghe nghe cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực đó thầy. Cái cảm giác được che chở lắm. Nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà thấy. Một chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Rồi ôm cái coi. Ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm. Đó. Xin phép được mời nhà gái ra trước ạ. Mời nhà trai. Đây. Mình giới thiệu về mình trước đi nhà gái ha. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trong trường quay. Chào nhà gái. Em là tên Lưu Thanh Kiều, em sinh sống và làm việc tại Trà Vinh. Em làm nghề kinh doanh buôn bán, em bán quần áo may sẵn. Dạ. Em 46 tuổi. Rồi, mời nhà trai. À, kính chào quý vị khán giả trong trường quay. Ta tên là Nguyễn Quốc Thành, năm nay 46 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạy cấp 3. Thôi mình vô luôn cái vấn đề là điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Em điểm mạnh của em là biết nấu ăn, lo lắng chăm sóc cho gia đình. Điểm yếu của em là hay bị mù đường, em không biết, em đi đường em bất cứ biết đường. Không sao, cái đó sau này mình có bạn trai rồi là bạn trai làm dẫn đường cho mình, không lo. Dạ, với em không biết chạy xe. Cũng không sao luôn. Có người chở luôn. Dạ. Rồi, mình còn bên kia. Điểm mạnh em là biết vui vẻ, hòa đồng.
Ngoài dạy học ra còn có thêm nghề ta trái nữa là thợ chụp hình cưới. Điểm yếu thì hơi nóng tính và nói thẳng, nhiều dễ mít lòng. Trời ơi, thầy thầy dạy học trò cái thầy giận quá, thầy bát học trò luôn. Không có. Lúc mà mình nóng tính nhất là mình làm gì thầy? Nóng tính rồi bỏ đi. Trời ơi, vậy cũng đâu có gì đâu, không sao. Người nóng thì sẽ có người vuốt. Bên đây đúng là rồi. Cái người là chăm sóc cho gia đình tốt lắm mà vuốt được nè. Đường tình duyên bên nhà gái sao nè? Em thì giống như là em cũng không có mối tình nào mà mãi hết. Tại vì là hồi lúc nhỏ thì em lo chăm lo dạng như là phụ cha mẹ, lo cho gia đình. Yeah. Tới lớn lên thì cũng như là có người may mối, nhưng mà em do quan điểm không có đồng quan điểm đó chị. Yeah. Thành thử em không có tiến tới hôn nhân. Dạ, em thấy chị hơi run. Dạ. Thôi chị đừng có run nữa, có em mà. Đừng có run nữa. Tại vì em cũng hơi nhát. Cũng nhát, dạ. Nói chung là bên đây cũng không có cái mối tình nào hết trơn. Tính ra thì không có mối tình nào. Tâm hồn trong trắng lắm. Vậy là còn lo chuyện gia đình thì là quên đi cái chuyện riêng của mình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn thầy giáo sao nè, nói cho bà mối bà nghe coi. Giờ đường tình duyên thì đã ly dị 2 năm. Thầy có con không thầy? Có đứa bé 6 tuổi đang ở với mẹ. Trai hay gái thầy? Dạ trai. Vợ chồng ở nhau được có 1 năm. Rồi sinh con rồi vợ về ở bên nhà vợ. Rồi không chịu gì ở bên gia đình bên đây. Hiện giờ gia đình bên đây đang ở với mẹ già. Bên cô kia thì kêu mua nhà ở riêng. Nó cứ dây dưa 4 năm. Mẹ thầy nay nhiêu rồi? Dạ, phải 16 rồi. Mà vậy thì thầy cũng khó, bên là mẹ, bên là vợ. Tôi qua tôi coi nhà gái coi. À, chào em gái, dạ. Sinh năm 76 luôn. Dạ. Bây giờ, thí dụ giờ bên Đồng Tháp ta cần cô dâu về chăm sóc mẹ già 76 tuổi. Em thấy thì sao? Dạ, em thấy nếu mà chỗ nào mình ở được, buôn bán làm ăn được thì em cũng có thể về được. Vì Đồng Tháp buôn bán quần áo cũng được mà. Nhà thầy buôn bán được không thầy? Dạ được anh Nguyễn Minh, cũng gần ở thành phố Sa Đéc. À thành phố Sa Đéc rồi, ngon luôn. Sa Đéc là rất là đúng phát rồi. Triển. Phát triển luôn, Sa Đéc dạ. Rất là phát triển luôn á. Thí dụ hai người có duyên nhau? Dạ nếu mà có duyên với nhau thì tiến tới được thì có thể là về làm dâu được. À có thể. Em ở Trà Vinh em ở với ai? Em ở cũng với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa? À, anh chị em có gia đình hết rồi, còn có mình em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? 70 rồi. Hay là giờ rước mẹ thầy với mẹ cô qua ở chung luôn được không? Cái này em nghĩ chắc một tí nữa khi mà mình mở rào, hai anh chị sẽ chia sẻ mình có bạn trai là mình mong muốn cái người bạn trai đó như thế nào. Người bạn trai đó thì cao hơn em, cao 1m6 đổ lên, tính tình thì hòa đồng vui vẻ. À, yeah. là người tiếp người, biết chăm lo cho gia đình. Hay là ốm hay là như thế nào đó? Ừ, nhìn được là anh giống như là cỡ như anh Quỳnh Linh vậy được. Bên đây anh hơi mập đó nha. Thầy là hơi gầy gầy chút xíu được không? Thầy ốm á, chị về chị dỗ cho béo lên. Dạ. Thầy dễ ăn không? Dạ em dễ ăn. Dễ ăn rồi, vậy được rồi. Thầy muốn mẫu hình lý tưởng của thầy như thế nào? Người con nữ phải cao 1m65 trở lên. Có luôn. Tính tình vui vẻ, hòa đồng. Có luôn. Biết kính trọng người lớn, quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống. Quá quan tâm tới mức giờ cô chưa đi lấy chồng luôn đó. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Ví dụ như mình có cái chuyện gì nói rồi thôi, nói hoài có chuyện đó. Bản tính vậy rồi. Không có à, không hề à. Thấy 10 người, hết 9 người rồi. Đây là tại nói hoài là tại vì nói một lần mà không có nghe cho nên người ta phải nói lần thứ hai. Ta nghe ta mệt rồi ta đi luôn, ta không muốn nghe thôi. Đúng không? Mấy chị em phụ nữ, đàn ông có một cái tính rất là ngộ. Khi mà mình nói lần đầu tiên á không nghe đâu, nói lần thứ hai cũng không nghe, rồi tới hồi ta nói lần thứ ba cái nói người ta sao nói hoài. Đúng không? Đúng không mọi người? Ta hiểu rồi. Đó. Từ từ người ta nghe, làm gì nói hoài vậy? Không. Nếu mà đã nói nghe là phải sửa, là phải làm theo. Đàn ông sao là chị không thích? Em thích mấy người hơi dịu dàng chút xíu với không có tánh cọc cằn quá. Anh có dịu dàng không? Anh là dịu dàng. Em có chương trình vậy. Ừ, anh đâu có cọc tính không? Dạ. Thấy chưa, bên đây cũng vậy đó, yên tâm, nhà trai dịu dàng lắm. Chỉ có phụ nữ hay cọc tính vậy thôi. Tại vì nói hoài không có nghe. Nói nữa thấy chưa.
Chị ơi, nay chị đi với ai vậy? Em đi với em gái của em. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. À, là hồi nãy em có nghe anh giới thiệu là anh hơi nóng tính. Và mỗi lần nóng tính thì anh sẽ bỏ đi. Thì mỗi lần như vậy anh đi đâu? Đi xa, đi gần? Hay là... Câu này hay á. Hay là giận quá tôi bỏ nhà tôi đi luôn. À, anh thì giận thì bỏ đi chút xíu à, trở về chứ không có... Rồi thôi à, chứ không có... Bỏ đi chút xíu đi xa không? Không, đi vòng vòng nhà chứ không đi đâu xa. Đi ra sau giường. À, rồi với lại cho em hỏi một tí nữa. Anh nói cái chiều cao là từ 1m65 trở lên. Thì bây giờ nếu mà chị em không đạt được cái tiêu chí đó thì giảm lại tí được không? Thì anh nói với chiều cao vậy nhưng mà chừng 1m6 trở lên là ok rồi. Mình cũng không cần phải nó đúng cái mục tiêu của mình. Chắc mang uống vô được. Em ơi, chị em là đã hy sinh vì gia đình. Dạ đúng rồi, chị em là... Đó là chị phải có người yêu lâu rồi, có gia đình luôn rồi. Mình có thấy thương chị vì điều đó không? Dạ có. Chị phải lấy chồng, chị đi xa rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ? Dạ cái vấn đề đó không có quan trọng lắm đâu anh. Tại vì ba mẹ em là mấy đứa con là ở vòng vòng không mà. Có gia đình nhưng mà cất nhà vòng vòng gần đó thôi. Tụi em có thể về chăm lo ba mẹ phụ. Chứ rồi. Không phải, tại vì chị cũng lo nhiều rồi. Bây giờ chị nên tìm cái hạnh phúc của chị. Nếu mà chị cảm thấy hợp, có một chút gì đó rung động thì giống như hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu. Khỏe re. Vậy là trong vòng vòng có chị em rồi, không có lo, đỡ lo. Thầy, em nói thầy nghe nè, thầy cao 1m75 á thầy, cái mình chọn con gái á thấp thôi. Rồi thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng ngay ngay cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực á thầy, cái cảm giác được che chở lắm, nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà một thấy... chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Ha thầy ha. Thôi bây giờ mình mở rào đi. Mở rào. Thôi bà mối bà nôn lắm rồi đó. Nôn thiệt. Anh nhớ món quà gửi thằng em. Em có món quà tặng. À cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng hiền, cao, cũng ít nói như em cũng ít nói. Chứ anh đi dạy là học trò nó sợ lắm. Sợ là sợ sao anh? Tức là nó không có dám dạng như mình cũng có chừng mực chứ nó không có đùa giỡn. Giống như anh nghiêm túc. Không phải nghiêm túc, mình dạy phải đánh làng hoàng chứ mình ấy đó, nó đâu có dạy nó được. Cái gì phải nói rõ thẳng thì không có vụ mà úp mở mở. Không, nhưng mà dạy nha, dạy học trò thì cũng có lúc cũng phải pha trò cho học trò nó vui vẻ lên, cái tinh thần nó thoải mái. Thì cũng có. Chứ nếu mà anh cứng rắn quá thì nó cũng đâu có, học trò cũng đâu có ấy không. Em có thường hay lên xe đét không? Không, em nói em bị mù đường, em đâu ít có đi lắm, em không có đi đâu, không có tự đi một mình được. Thành thử ra em không có biết xa đét. Đi ngang thì có, thầy thấy em sao? Có thể là đúng tiêu chí của thầy không? Tại vì em hơi lùn, em thì cao 1m51 à. Cái đó không quan trọng, nói thì nói gì chứ ăn thua tấm lòng thôi chứ chiều cao không quan trọng. Biết quan tâm chia sẻ trong cuộc sống là tốt. Thì con cái thì em có cần bao nhiêu đứa? Dạ không, em không quan trọng về con cái cần bao nhiêu đứa, miễn một đứa là cũng được rồi. Anh thấy một đứa là đủ. Anh có con riêng vậy thì thí dụ như là anh mỗi tháng đi thăm con hay là hàng tuần? Không, anh một tháng anh lên thăm lần. Con anh sống với vợ mà ở đâu, ở gần anh không? Không, ở cách xa khoảng 25 km. Em có ngại điều đó không? Thì là phụ nữ thì ai cũng ngại điều đó, nhưng mà có cái á là cái mức độ quy định, thí dụ như không phải là em không muốn cho đi thăm con, nhưng mà có cái á, là đi thăm con là cái bổn phận và nhiệm vụ của người cha thiêng liêng mà, thì em không có gì ngại. Anh thì hiện giờ ở với mẹ già, rồi em có thể ở cùng anh được không hay là em ở dưới cột kè?
cái này thì mai mốt mình tìm hiểu đi rồi hả mình tính tới, chứ bây giờ nói trước thì tại vì cái gì anh cũng phải hỏi thẳng anh. Bây giờ thí dụ như thầy có lo cái chỗ buôn bán cho gọi là người bà xã tương lai được không? Buôn bán thì ở phố Sa Đéc thì nó rất là nhộn nhịp, nhưng mà em là tiếp người phụ nữ thì hơi càm ràm ấy, tại vì phụ nữ là phải hơi càm ràm nhăn rồi, chứ không có khi nào mà khỏi được hết. Ví dụ như càm ràm mình nói cái gì đó thì nói một lần thôi, chứ anh không thích nói hoài cái nhiêu đó, cái nói hoài nhiêu đó. Bây giờ thầy bước tới đó, thầy nắm tay cô gái hát một bài nào đó ha, rồi thầy ôm thử coi vừa sai không thầy. Đúng quá, dạ. Mình lên quá đúng không? Rồi nè, mời cô đó, hai người nắm tay nhau đó, rồi để hát tặng bài gì cái đi. Xin hát tặng bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Trời quá dữ luôn, thấy chưa, có chim hót liền. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt chút buồn đời mẹ cha. Khi em đã lắng nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Hát nè. Rồi ôm cái coi, ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm đó. Không có còn thời gian nữa, thầy cũng phải trong thời gian này phải bằng mọi cách mình chạy nước rút thôi thầy nha. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi bấm hay không bấm là quyền của anh chị nha. 1 2 3 hết thời gian. Hồi hộp quá, thấy chị lâu bấm hồi hộp quá. Kiều suy nghĩ hả Kiều? Dạ. Suy nghĩ gì vậy? Kiều lo gì Kiều nói luôn đi. Em thì lo tắm cửa mà thầy hơi giống như hơi cọc nóng tắm. Không có đến mức gì đâu. Hai người nắm tay nhau đi. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Thanh xuân cũng đã qua rồi. Chúng ta còn lại một chút thời gian để dớt dát thanh xuân. Và sẽ là những món quà gửi tặng anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc. Hôm nay là một ngày mà cả Quyền Linh và Ngọc Lan gặt hái được rất là nhiều cái thành công.